Dương. Úi dồi. Mày giúp chị với. Làm sao? Chị đang muốn có một cái máy tính ở trên bàn ấy, ở chỗ phòng làm việc. Nhưng mà chị muốn dùng Mac. Mac à? Ok. Mà màn hình phải to nhá. Màn hình to, ok. Chị cũng không dùng nhiều đâu, chị chỉ dùng văn phòng với cả xem video, xem phim thôi. Thế tài chính của chị là bao nhiêu? Chị có tầm 70 triệu trở xuống. À khá quá đây này, iMac luôn nhá. Chính xác là 7 triệu. Được thế thì khó rồi này. Trong khoảng tầm 7-8 triệu mà mua Mac thì gần như là không thể đâu. Thôi rồi, để em cố tìm cho chị nhá. Ok. Tìm hiểu của mình trong video ngày hôm nay nhá. Mac One số 1 về Mac. Ok, và đáp ứng cái nhu cầu của bạn nữ vừa rồi thì mình đang tìm ở đây chiếc Mac Mini từ năm 2014. Hiện tại giá của nó chỉ có 7 con số thôi, ở trên website của Mac One thì đang là 6.900.000 đồng. Với cái mức giá loanh quanh bằng một con iPhone 8 Plus cũ mà chúng ta đã có một chiếc máy cây rất là mini như này để sử dụng trong cái công việc hàng ngày. Và mình sẽ nói qua cho các bạn về những cái phụ kiện đi kèm. Với cái máy này thì chúng ta cần phải có một cái màn hình để sử dụng. Ở đây thì mình đang có một cái màn hình của Samsung. Các bạn mua ở ngoài thị trường, mua của Samsung hay của Dell, mua cũ thì nó loanh quanh khoảng tầm 2-3 triệu thôi. Còn với cái phụ kiện đi kèm là bàn phím và chuột thì ở đây mình cũng có combo của Apple thì giá nó hơi cao một chút. Còn các bạn nào mà muốn kinh tế hơn thì chúng ta có thể lựa chọn cái loại của Logitech hoặc là của Kuhe, nó chỉ vài trăm nghìn đồng thôi là chúng ta có thể có một bộ kiện để sử dụng hàng ngày rồi. Và mình sẽ đi sâu luôn vào chiếc Mac Mini này nhá. Đầu tiên là về thiết kế thì năm 2014 Apple đã chính thức cho ra mắt cái Mac Mini này đầu tiên, và đến tận bây giờ đến năm 2021 với cái Mac Mini chạy chip M1 mới nhất bây giờ thì vẫn được giữ nguyên cái thiết kế của năm 2014 này. Vậy cho nên là các bạn có thể hoàn toàn yên tâm về thiết kế này, nó không bị lỗi thời. Và đây các bạn có thể nhìn thấy là nó đặt ở bất cứ không gian nào thì nó rất là nhỏ gọn, tinh tế, và mình nhìn thấy nó có một phần hơi sang chảnh một tí. Và ở trong cái phần nhỏ gọn như này thôi, nó bao gồm cả là main này, ổ cứng hay là CPU, tất cả nó được gói gọn ở trong này và bao phủ bên ngoài bằng một cái là hợp kim nhôm, nó rất là sang trọng. Và ở đây có một cái logo quả táo đặc trưng của Apple rồi, và quả táo này thì không phát sáng nha mọi người. Kích thước dài nhân rộng của nó đều bằng là 19.7cm và dài là 3.6cm với cân nặng là 1.2kg. Và với cái thiết kế nhỏ gọn như vậy thì mình hoàn toàn có thể đem nó đi bất cứ đâu, và khi đặt trên bàn thì nó như một cái đồ vật trang trí thôi. Đối với một người mà ưa cái sự gọn gàng như mình thì chiếc Mac Mini này quả thật là một điểm cộng rất lớn. Ở mặt trước của chiếc Mac Mini này thì chúng ta sẽ thấy một cái lỗ nhỏ nhỏ bên phải, đó chính là cái cổng hồng ngoại để sử dụng với các remote điều khiển từ xa. Và ở mặt sau thì là nơi mà Apple trang bị các cổng kết nối và điều khiển, bao gồm là nút nguồn, cổng Ethernet, cổng HDMI, hai cổng Thunderbolt 2, 4 cổng USB 3.0, một khe cắm thẻ nhớ SD, một cổng audio in và một cổng âm thanh 3.5mm. Bên cạnh đó là hai khe cắm tản nhiệt nữa. Và với cổng Thunderbolt 2 này thì sẽ cho tốc độ chuyển dữ liệu lên tới là 20GB/s. Nhưng ở thời điểm 2021 thì cũng không có mấy ai sử dụng cái cổng truyền này, mà chúng ta đã sử dụng cái cổng Thunderbolt 3 rồi. Tuy vậy thì nó vẫn cho mình tùy chọn là xuất ra màn hình 2K 60Hz. Và với được trang bị rất nhiều đầy đủ các cổng kết nối như vậy thì các bạn không cần phải bất cứ một khoản chi phí nào để mua thêm cáp chuyển đổi đâu. Và các bạn biết không, với những người mà sử dụng MacBook đời mới bây giờ thì luôn luôn phải bỏ ra một số tiền khoảng là vài triệu đồng để sở hữu các cái cổng kết nối đầy đủ như vừa rồi mà được trang bị sẵn ở trên Mac Mini 2014 đấy. Và với chiếc máy này thì đã được 6 năm tuổi rồi, và nó được chạy con chip là Intel Core i5 1.4GHz với dung lượng RAM là 4GB và SSD là 256GB. Ở phiên bản này thì RAM của nó đã được hàn chết trên cái main này rồi, vì vậy nên chúng ta không thể nâng cấp được RAM đâu. Vì vậy nên chúng ta phải chấp nhận là chúng ta sẽ có một mức RAM là 4GB. Ở thời điểm 2021 thì nó cũng không phải là nhiều. Tuy nhiên với cái nhu cầu của bà chị vừa rồi thì chỉ là văn phòng và lướt web rồi xem video TikTok rồi YouTube hàng ngày thôi, thì chiếc Mac Mini 2014 này nó vẫn đáp ứng cực kỳ là mượt mà. Mình đã mở thử lên tới là 10 tab trên Chrome mà nó cũng không có cái hiện tượng là giật lag. Tuy nhiên với lại một số cái tác vụ nặng, ví dụ như là các bạn edit phim chẳng hạn, thì thực sự là không cần thiết và không, nó sẽ ngóm ngay lập tức. Nhưng mà chúng ta chỉ chỉnh sửa ảnh bằng Photoshop hay là Lightroom nhẹ nhàng, chúng ta kéo màu bình thường thôi, thì nó vẫn đáp ứng rất là tốt ở trên chiếc Mac Mini 2014 này. Và mình nghĩ rằng là nó rất là phù hợp cho những ai mà muốn mua về để ở nhà. Chúng ta đã có laptop hoặc là có máy ở trên văn phòng làm việc rồi, chúng ta mua cái máy này phụ để chúng ta ở nhà, chúng ta giải trí, chúng ta thư giãn trong những cái buổi tối làm việc thôi, thì nó rất là phù hợp. Với cái mức giá cũng khá là hợp lý nữa, combo của nó chưa đến là khoảng 10 triệu đồng thì chúng ta đã sở hữu được một cái combo để giải trí và làm việc ở nhà rồi. Ok, như vậy là với bạn nào mà đang có nhu cầu như cái bà chị vừa rồi ấy, chỉ sử dụng rất là đơn giản thôi, hoặc là các bạn mà muốn là người sử dụng macOS thì chúng ta không cần phải bỏ ra quá nhiều tiền đâu, chúng ta chỉ cần bỏ ra khoảng vài triệu đồng như thế là chúng ta đã có một cái trải nghiệm với lại macOS rồi.
Vậy thì các bạn có lựa chọn chiếc Mac Mini 2014 này không? Hãy cùng comment xuống bên dưới để cho bọn mình được biết nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.